Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Vâng, ở video ngày hôm nay tôi sẽ review cho bạn xem cái đồng hồ này. Đây là một cái đồng hồ thông minh. Đó, và tôi đã đặt mua trên Banggood với giá là 45 đô la. Nhìn rất là ngầu. Và trong những cái mùa cách giãn dịch Covid như thế này thì chúng ta ở nhà không đi đâu cả, cho nên gây ra một áp lực rất là căng thẳng của mình, làm nhịp tim thay đổi liên tục, rồi huyết áp, nếu những người lớn tuổi như tôi nó huyết áp tăng, rồi đôi lúc mình cảm thấy tức ngực khó thở, nó vì thiếu cái nguồn oxy trong máu. Cho nên cái đồng hồ này nó có chức năng để đo cái lượng oxy trong máu, đo huyết áp và đo nhịp tim, để cho mình giải tỏa được cái tâm lý và cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem chi tiết của em nó và cách đo nồng độ oxy trong máu như thế nào. Xin mời. Vâng, các bạn nhìn xem một cái màu xanh lính này nhìn rất là ngầu đúng không ạ? Thật ra thì con này nó có nhiều màu nhưng tôi đã xài nhiều đời máy rồi. Màu đen, màu trắng là hai màu thông dụng nhất. Đó thì nay mình quyết định đổi một cái màu khác, nhìn cho nó lạ mắt một chút xíu. Đó. Nói chung là về chất liệu và thiết kế thì đẹp, vừa với cái tầm giá 40 đô la, ổn định. Ánh sáng màn hình rất là tốt, mặc dù là đang ở ngoài trời đó, nhưng mà rất là ok. Ở mặt đồng hồ thì có sẵn bốn mặt đồng hồ để các bạn chọn lựa. Còn nếu muốn muốn nhiều hơn thì các bạn vào app điện thoại đó, mình sẽ tải nhiều cái phần mềm hơn. Độ phân giải của màn hình này thì không được cao lắm, nếu các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy nó hơi răng cưa. Tuy nhiên ở mức độ mà xem giờ thì mình cũng không cần phải soi kỹ làm gì, để xa xa là mình thấy là ok rồi. Đấy, năm mức sáng từ 1 đến 5, tùy theo mình đang ở trong nhà hay ngoài trời, chế độ rung vân vân. Đó, những chức năng đi kèm theo là đếm giờ, rồi báo thức, rồi đếm lùi, chỉnh sáng tối. Đó, cái chỉnh sáng tối này rất là quan trọng. Đó, tuy nhiên ở những dòng đồng hồ giá thấp như thế này thì nó không có chế độ ô tô, cho nên nếu buổi tối thì mình phải chỉnh về độ sáng vào 1, còn ra ngoài trời thì mình cần phải sáng hơn một chút. Mã quét để mà quét cái app để điều khiển trên điện thoại đấy. Ok, nút nguồn ở phía bên phải phía trên, bên dưới là nút menu. Đó, những cái chương trình chạy bộ, chơi thể thao, gọi điện thoại, đo nồng độ oxy, thời tiết và chụp ảnh, nghe nhạc. Đó, những cái thông dụng nhất. Đó, đây là cái đo nhịp tim này. Khi các bạn bật lên thì cái đèn ở phía sau, cái cảm biến sau nó sẽ chớp, nó sẽ đo cho mình. Đó. Mỗi lần click một cái thì nó sẽ đo. Đương nhiên các bạn phải đeo vào cổ tay. Đó, đôi này đo huyết áp. Đó, đo huyết áp thì mình cũng bấm vào đó, và nó sẽ đo cho mình. Ok, xin phép các bạn là cho tôi đeo cái đồng hồ nó quay ở bên trong thì tôi mới quay phim được. Đây là nút nguồn để mở lên. Đấy. Này là đồng hồ này có 5 bức sáng và đây là bức sáng số 5 tối đa. Tôi đang đứng ngoài trời. Đó, mình vuốt qua. Đây là đo nhịp tim đây. Nó yêu cầu mình click vào. Đấy. Mình click vào. Và nếu như bây giờ các bạn này nhìn đằng sau này này, ở bên trong này thì sẽ thấy nó chớp đèn. Đó, và bây giờ mình chỉ việc chờ để nó đo cái nhịp tim của mình. Vâng, nhịp tim khá là cao. Hiện giờ tôi đang là 105, 106. Chắc do đang quay clip đó, và leo thang bộ nãy giờ cho nên nó hơi hồi hộp. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua cái đo lượng oxy trong máu. Rồi.
Thì cái căn bệnh Covid này là nó sẽ ăn cái oxy trong máu của mình rất là nguy hiểm. Vâng, đang là 99%, rất là tốt các bạn ạ. Tối đa là 100%. Mình thử lại lần nữa. Và thấp nhất là hình như là 95 thì phải. Nói chung là các bạn ở khoảng độ 98, 99 là ok. Đó, 98. Thì cái đồng hồ này có thể nó sẽ không chính xác lắm, nhưng mà cái quan trọng là nó đem lại cái sự tiện lợi và cái niềm tin cho mình thôi. Đây là đo huyết áp. Đó, thì các bạn có thể tìm kiếm cái thông tin về thông số, tại vì nó còn phụ thuộc vào lứa tuổi thanh thiếu niên hoặc là người trung niên hoặc người lớn tuổi, người già, thì cái huyết áp này nó sẽ khác nhau, nó sẽ phù hợp với từng người. Đó, ví dụ như là người ta nói rằng là huyết áp đo sẽ có hai thông số, bên trái là 120 là ok, còn bên phải là 60 là ok. Đó, thì của tôi là hơi cao, là 137 và bên đây là 75. Bây giờ mình sẽ kết nối đồng hồ với lại điện thoại smartphone của mình. Thì đầu tiên các bạn cài cái app có tên là DaFit. Đây. Đấy. Cài cái app này và bật Bluetooth lên. Bật Bluetooth lên. Đó, và kết nối với lại cái Bluetooth có tên là BW-AT2C. Đó, cái này này. Mình sẽ kết nối với nó. Sau khi kết nối xong, đó, thì các bạn mở app lên thì bấm vào hình cái đồng hồ ở đây. Đó, nó báo rằng là đã tìm thấy cái đồng hồ. Đây, cái đồng hồ tôi chọn là màu lính. Đó, nó kết nối đồng hồ này. Đây, đã báo kết nối và pin còn 60%. Tên của Bluetooth là đây. Đây, mình sẽ có thay đổi những cái mặt đồng hồ ở đây rất là nhiều. Những cái thông báo đồng bộ về điện thoại, đó, về tin nhắn, đó, Facebook vân vân, đó, mình bật lên. Đó, và nhiều thứ khác, Instagram vân vân. Ở đây là hẹn báo thức. Đó, mình cài báo thức thì đồng hồ nó sẽ rung reo. Đó, chụp ảnh. Đó, lúc này trên đồng hồ nó sẽ hiện lên cái shutter chụp ảnh này. Đó, mình để thế này. Đó, và sẽ bấm chụp vào đây. Đó. Nhịp tim này. Đó. Mình bấm vào đây để đo. Đó, thì đằng sau đèn này sẽ chớp. Đó, đèn sau sẽ chớp. Đó, và đo cái nhịp tim của mình. Tôi đang ép vào mấy ngón tay để thử xem nó có đo được không. Nó bò hơi bị sai. Đo lượng oxy trong máu. Đo. Đó, mình lấy ngón tay mình ấn vào đây xem. Ấn vào cái cảm biến đằng sau. Đo. Tôi đang lấy ngón tay để ấn vào cái cảm biến ở đằng sau lưng mặt đồng hồ. Đó, nó đo được là 97 này. Đó, ngón tay của mình. Mình đè lên đây. Đó, ở đây các bạn nhìn thấy nó báo huyết áp này, từ bao nhiêu tới bao nhiêu là vừa đó. Đó là ok. Đó. Thông số dữ liệu của bên điện thoại và bên đồng hồ đồng bộ với nhau luôn. 136 và 74. Ok, tôi chọn màu xanh lính. Nhìn rất là ngầu các bạn này. Đó. Cái này không dùng thì nó tự động nó tắt. Đó, nó tự động nó tắt đi. Nếu như mà nó đang tắt như thế này mà các bạn muốn nó sáng lên á, thì chỉ cần nghiêng nó xuống, rồi nghiêng nó lên là nó sáng. Giống như mình đang thực hiện cái động tác xem đồng hồ á, là mình nghiêng xuống, mình dở lên, là giống như đang quay giờ là nó sẽ sáng lên. Hoặc là dùng nút nguồn ở trên này,
để tắt mở. Hai cái đang cùng đo nhịp tim. Cái bên trái là 40 đô, còn cái bên phải là 50 đô la. Ok, mình đang chờ kết quả của hai cái đồng hồ. Cái bên trái là 40 đô la và cái bên phải là 50 đô la. Ok, kết quả cũng khá là tương đồng. Một bên là 104 và bên 103. Ok, mời các bạn cùng nhìn toàn cảnh em nó một lần nữa. Đây, nhìn khá là hợp lý. Nếu các bạn cảm thấy thích thú thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên kết với shop Banggood và đặt hàng cho mình một con. Khá ổn với cái giá này các bạn ạ. À, xài vui. Còn độ bền bao lâu thì mình chưa biết được, tại vì cũng mới mua mà. Mà nói chung là đẹp thời trang đó, mình mua những cái đồng hồ đắt tiền hơn hàng chục triệu thì chỉ là phong cách thôi. Vâng, tôi đang đi bộ thì sân thượng tập thể dục thì có một cái đồng hồ như thế này thì nó cũng vui, nó là cái động lực đó, để cho mình theo dõi và mình cố gắng tốt hơn. Rất là sáng rõ đẹp tuyệt vời. Ok, mình đã kết nối với lại phần mềm nghe nhạc trên điện thoại và bây giờ chỉ cần bấm play. Lúc này loa của mình sẽ là loa trên đồng hồ. Các bạn đang nghe loa trên đồng hồ. Đó, điện thoại mình có thể nhét trong túi quần hoặc qua bài. Ok, vậy là nãy giờ tôi đã review nhanh cho các bạn xem chức năng của cái đồng hồ này. Và giá của nó đang bán ở trên Banggood với giá là từ 40 đến 45 đô la, tùy vào từng thời điểm và nơi ship của bạn. Đó, nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy bấm vào link mô tả của video để đặt hàng cho mình một con. Trong mùa dịch này chúng ta sẽ cùng nhau đo nhịp tim, đo huyết áp và đo nồng độ oxy trong máu để theo dõi sức khỏe của mình. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.